Sáng ngày 3 tháng 8, tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, ông David McNaught, tham tán Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam, đã trao 415.000 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Anh tài trợ Việt Nam chống dịch COVID-19. Đây là số vaccine AstraZeneca được sản xuất tại Vương quốc Anh. Đại diện Bộ Y tế cho biết, trong 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không ngừng được mở rộng và phát triển, trở thành đối tác chiến lược quan trọng của nhau. Trong lĩnh vực y tế, hai bên đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác rất tích cực và hiệu quả thông qua các cơ quan thuộc chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các quỹ của Anh như chương trình Better Health, quỹ Fleming Fund, quỹ Newborn. Hai bên cũng tập trung vào các lĩnh vực như nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu về dịch tễ học, các bệnh nhiệt đới, bệnh truyền nhiễm, y tế số, đào tạo nhân lực, kháng sinh, đã và đang mang lại những đóng góp ý nghĩa và lâu dài cho công tác y tế của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất trong lịch sử, nỗ lực để đẩy nhanh tốc độ tiêm với mục tiêu đến hết quý 1 năm 2022, tiêm cho khoảng 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Song song với việc nỗ lực tiếp cận các nguồn cung ứng vaccine COVID-19 an toàn, hiệu quả, Việt Nam cũng đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine trong nước, tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ với các đối tác quốc tế. Bộ Y tế trân trọng cảm ơn chính phủ Anh tặng Việt Nam 415.000 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca sản xuất tại Anh. Đây là món quà hết sức quý báu và kịp thời trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và đặc biệt là cho chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.